Thục Quanh, mày mới làm về đó à? Bữa nay đi làm mặc đồ lạ ha. Tiền đâu? Đó chỉ có bấy nhiêu thôi, cầm đi. Cái gì? Hai đêm khoái lạc mà có nhiêu thôi sao? Vì ông bao nhiêu mới vừa nằm nhỏ dạ luôn. Hỏi thì hỏi vậy thôi, chứ tao đâu cần tiền dơ bẩn của mày. Tiền tao để khắp nhà băng, cái nhà bè thành phố Hồ Chí Minh, mày hiểu hay không? Hiểu không? Tao không cần tiền của mày. Cái tao cần, cái tao cần chỉ cần là mày yêu tao thôi. Chỉ cần mày yêu tao thôi mà khó dữ sao Thục Quanh? Cái gì? Cái gì? Mày có con với tao à. Mày có con với tao? Mày tưởng tao không biết à? Nè, trước khi mà về ăn ở với tao, mày đã có thai thằng Quýt trước rồi, tao không biết à? Không biết gì nữa chứ. Tao biết, tụi nhiên ai được về với tôi xa lánh mọi người. Tôi về là tôi lấy các cái sống. Chỉ có cái đó là những gì còn sót lại cho đời tôi. Tôi không cần điều đó, mày thấy được chưa? Tôi không nói giọng nữa. Đi đâu đó? Tôi vào thăm con tôi. Mày vào thăm con mày. Con của mày, tao đã cho tài xế của Nguyễn Chí Công thả trôi sông nhà bè rồi, rồi hốt xác nó đi. Mày vừa nói gì? Tao lặp lại một lần nữa cho mày nghe rõ đây. Con của mày, tao đã cho người thả cho sông nhà bè rồi, rồi hộp xác nó đi.
nguyện thề bên nhau không bao giờ thay đổi, dù cho non mòn biển càng không phải tình đâu ai nợ ngắn đôi tôi lắm ông ơi, tôi lắm ông ơi, chữ xin đừng chia rẽ duyên đầu. Trong cái cảnh anh xin Quân ơi,
rồi anh hết cảnh nước thôi, quãng đời còn lại ta đầy ấy sống mãi mãi bên anh em là người chờ hiền.